Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và ngày hôm nay, mỡ sẽ mang đến cho anh em đó là một cái video clip về top 5 khác. Chẳng là cái mùa giải thứ 22 này nó cũng trôi qua được đến ra nửa mùa giải rồi, gần ra nửa mùa giải rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn còn đang khá là nhiều bạn lăn tăn trong cái việc lựa chọn những cái vị tướng theo cái vai trò để mà có thể solo rank lên được cái cấp rank thần thoại, là cái cấp rank tiêu chuẩn ở meta mùa giải thứ 22, đúng không ạ? À, Mỡ đã giới thiệu đến cho anh em đấu sĩ rồi, đúng không ạ? Rồi thì sát thủ, những cái vị tướng có thể nói là rất là mạnh ở mùa giải thứ 22 này. Và trong cái video clip ngày hôm nay, Mỡ sẽ chia sẻ đến cho anh em một cái vai trò khác, cái vai trò có thể nói là thống trị cái mùa giải thứ 22 này, chẳng kém sát thủ một chút xíu nào cả. Thậm chí những cái vị tướng ở cái vai trò này nó còn sốc đam ngang ngửa, còn có khi là khỏe hơn cả sát thủ ở trong nhiều điều kiện gọi là khắc nghiệt hơn cơ. Đó chính là cái vai trò pháp sư. Và trong video clip này, Mỡ sẽ mang đến cho anh em 5 vị tướng pháp sư chẳng cần làm gì, chẳng cần quá nhiều những cái lượng trang bị cũng như là kinh nghiệm, mà tụi nó còn sốc đam khỏe hơn cả sát thủ. Cái vai trò vốn là cần phải đi rừng, đúng không ạ? Vốn là cần phải được nhường tài nguyên và cần kinh nghiệm, rồi thì bùa xanh, bùa đỏ, bùa rùa các thứ các kiểu thì mới sốc đam khỏe. Vậy thì ở meta hiện tại mùa giải thứ 22 này, 5 vị tướng pháp sư nào mà đi đường giữa, không cần phải farm quá nhiều mà vẫn có thể sốc đam khỏe ngay từ giai đoạn đầu game đây? Hãy cùng đến với cái video clip mới nhất này của Mỡ nha. Let's get it, và chúng ta sẽ cùng đến với cái tên đầu tiên ạ. Thì ở trong danh sách này, đầu video clip không nhắc đến Kagura thì đây là một cái lựa chọn quá là đáng tiếc và thực sự rất là phí. Bởi vì Kagura có thể nói với anh em là một trong những cái vị tướng pháp sư biểu tượng của mùa giải thứ 22. Khi mà cách đây gọi là vài tuần thôi, Kagura cùng với đó là Hayabusa đã được làm lại đến từ cái bộ kỹ năng của mình. Một cái bộ kỹ năng mà Mỡ cho rằng là nó dễ chơi hơn ngày xưa rất là nhiều. Tuy nhiên vẫn giữ lại ở Kagura đó là những cái phẩm chất như là sốc đam khỏe ở giai đoạn đầu game, có khả năng cấu rỉa tầm xa, có hiệu ứng khống chế và thoát khỏi giao tranh là dễ dàng, và có khả năng tự bảo vệ bản thân mình với cái kỹ năng thứ hai ô hộ mạng ở dạng cầm mô, có tác dụng giống như là một cái thanh tẩy, kèm theo đó là một cái dịch chuyển vậy. Thì Kagura ở thời điểm hiện tại, Mỡ khẳng định với anh em luôn, đây là cái vị tướng pháp sư hoàn hảo nhất mà tựa game Mobile Legends ở mùa thứ 22 này có. Và một cái thông tin mà Mỡ nhấn mạnh với anh em luôn ý, là sắp tới Kagura còn được tăng sức mạnh cơ. Sát thương cơ bản đến từ chiêu 1 của Kagura được tăng, lượng mana tiêu tốn đến từ cái kỹ năng thứ 2 của Kagura được giảm đi. Và Kagura sắp tới hứa hẹn sẽ là mạnh hơn rất nhiều. Và cái cô nàng này là một cái vị tướng mà Mỡ nghĩ rằng hầu như không có bất kỳ một cái điểm yếu đến từ bộ kỹ năng nào cả. Duy chỉ có một cái vấn đề anh em cần phải quan tâm đến, đó chính là cái thời gian để mà anh em làm quen cũng như là thông thạo và sử dụng cái cô nàng Kagu thành thạo này nó sẽ mất khá nhiều. Bởi vì Kagura là một trong những cái vị tướng sở hữu cho mình bộ kỹ năng gồm hai dạng, ở dạng có ô và dạng không ô, khá là phức tạp. Và nếu như mà anh em chơi được khoảng độ tầm 50 trận với Kagura trở lên ý, thì nói thật với anh em, và cái việc anh em có thể chứng kiến những cái màn xử lý highlight đến từ Mỡ mang đến cho anh em ở trong những cái đoạn highlight của cái video clip này về Kagura, nó là cái điều quá là bình thường anh em ạ. Combo của Kagura thì về cơ bản anh em hãy gọi là học thuộc những cái con số sau này, 131231 đấy. Rồi thì khi mà anh em nắm được cái con số 131231 xong rồi ý, thì lúc đấy anh em mới bắt đầu gọi là đi sâu vào phân tích từng kỹ năng. Một là chiêu 1 đúng không ạ, 2 là chiêu 2, 3 tức là chiêu cuối, tức là chiêu số 3 ấy, 131231. Thì anh em cứ làm từ từ, anh em làm dần dần, thì khi đó anh em sẽ hiểu được cái cơ chế tương tác và dồn skill đến từ bộ kỹ năng của Kagu. Và nói thật với anh em ý, cái con Kagu ngay từ level 4 với một combo kết hợp ở dạng có ô và dạng không ô, nó có thể hoàn toàn hạ gục đi không chỉ là cái lũ sát thủ, xạ thủ pháp sư màu giấy đâu, mà thậm chí là đấu sĩ cũng như là tanker cũng phải ngán cái con Kagu này luôn. Cái vị tướng thứ hai trong cái video clip này mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em ở đây, đó là cái anh chàng Vả Lé, hay còn có một cái nghệ danh nó thuần khiết hơn để mà anh em có thể gọi là gọi đến quen thuộc, đó chính là Veil. Veil hay còn gọi là Vả Lé là một cái vị tướng pháp sư hệ gió để mà anh em có thể sử dụng ở mùa giải thứ 22 này, cực kỳ bá đạo. Cách chơi của Veil dễ hơn Kagura rất nhiều, nhưng khả năng sốc đam và dồn đam của Veil ở giai đoạn đầu và giữa game phần nào nhỉnh hơn Kagura là đáng kể, và cuối game nó cũng chẳng kém cạnh là bao. Với cái combo có thể nói là một combo lấy được mạng hạ gục của nó chả khác gì Kagura anh em ạ, mà nó còn mạnh hơn cơ. Đến cái lũ tanker nó còn ngán cái con Veil này rất là nhiều.
Thật sự phải nói với anh em là như vậy luôn. Combo của Veil thì anh em hãy nhớ cho mỡ rằng là cái vị tướng Veil này là nó có một cái thú vị hơn so với Kagura ở đây. Là combo rất dễ sử dụng và rất dễ dùng. Với chiêu thứ nhất là cắt gió, chiêu thứ hai là lốc xoáy, chiêu thứ ba là phong bạo. Đặt cái chiêu cuối và sau đó một khoảng thời gian delay ngắn thì nó sẽ nổ đam. Tuy nhiên anh em cần phải lưu ý, nếu như mà anh em chưa chơi Veil bao giờ ấy thì hãy lưu ý rằng cái kỹ năng thứ hai của Veil, nếu như mà anh em cường hóa kỹ năng ấy thì anh em sẽ lên cường hóa dạng hất tung. Chiêu 1 của Veil nếu như cường hóa kỹ năng thì sẽ lên cường hóa theo kiểu sát thương, tức là cái điểm màu vàng ấy. Và chiêu cuối của Veil khi mà cường hóa sẽ là lên theo kiểu đam, tức là bản thân một cái con Veil tiêu chuẩn ở meta hiện tại sẽ là Veil với một hiệu ứng khống chế duy nhất là cái kỹ năng hất tung đến từ cái chiêu thứ hai phong quyển, anh em hiểu không ạ? Thì khi mà anh em làm combo của Veil, combo nó sẽ là 2-3-1. Một cái combo cực kỳ nhanh tay và nhanh chóng và đầy quyết đoán sẽ mang đến cho anh em về không chỉ là một mạng hạ gục nếu như anh em đỏ ấy, mà đó còn là 2-3, thậm chí anh em có thể kiếm được Savage ở trong cái pha giao tranh tổng rất dễ dàng với vả lé. Cái con Veil này nó khó chịu ở chỗ ấy, mỡ nói thật với anh em, mỡ rất ngại đối đầu với Veil là bởi vì cái kỹ năng lock đến từ cái skill 2 của cái con Veil này nó thực sự phải mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm cực kỳ khó chịu. Bởi vì khi mà cái con Veil này lock lên ấy thì nó sẽ phần nào đó nó ngăn chặn lại cái hướng công của kẻ địch. Và nếu như mà anh em bị Veil nó lock lên ấy, mà khi mà cái con Veil nó đủ kỹ năng ấy, nó nhanh tay nó đặt chiêu cuối tức là chiêu 3, sau đó nó đặt cái cắt gió đến từ chiêu 1 thì nếu như mà anh em mà là sát thủ hay là xạ thủ hay pháp sư thì xin là xin vĩnh biệt rồi. Bởi vì một cái combo đó hoàn toàn có thể lấy được mạng của anh em. Chơi Veil thì anh em chỉ cần có lưu ý cho mỡ một điểm, đó là anh em phải nắm được cái ngưỡng sức mạnh cũng như là cái set trang bị của Veil. Veil thì sẽ làm cái vị tướng pháp sư khỏe khi mà cái vị tướng này đạt được đến cho mình đó là cái level 6. Cá nhân mỡ nghĩ là như vậy. Khi mà Veil có đủ cường hóa đến từ cả hai chiêu hất tung cũng như là cái chiêu cuối phong bạo. Còn thì Veil khi mà đạt được đến cường hóa được cả ba chiêu thì lúc đấy cái lượng sát thương đến từ Veil là trên cả tuyệt vời. Và nếu như mà đặt lên bàn cân giữa Kagura và Veil mà chúng ta đánh giá thì mỡ nghĩ rằng Veil sẽ là dễ chơi hơn, khỏe hơn, còn Kagura sẽ là ảo diệu hơn, tuy nhiên nó sẽ khó chơi một chút xíu ha. Yep, cái vị tướng pháp sư thứ ba mà mỡ muốn chia sẻ đến với anh em ở trong cái video clip này thì cái con pháp sư này thì nó lại một chút xíu với cả sát thủ và như anh em có thể nhìn ở trên màn hình, đó chính là cái cậu bé Hurley. Cái vị tướng vừa có được cho mình đó là một cái skin collector rất là xịn sò và dĩ nhiên là ở thời điểm hiện tại Hurley vẫn đang là một trong những cái vị tướng pháp sư mà mỡ nghĩ rằng nó sẽ chơi khá ổn ở cái tầm rank từ huyền thoại trở xuống. Với một cái bộ kỹ năng mà có thể nói là sốc đàm hơn sát thủ, dĩ nhiên rồi bởi vì bản thân Hurley cũng có trong mình một cái dòng máu sát thủ mà anh em. Thì cái khả năng dồn đam của Hurley thì nếu như mà anh em có theo dõi channel của mỡ từ khá là lâu thì chắc anh em đều biết rằng cái sức mạnh dồn đam của Hurley nó sẽ là đến từ cái chiêu cuối, cái vòng tròn ma thuật tử thần. Khi mà Hurley ném cái vòng tròn đến từ cái chiêu cuối vào một kẻ địch chỉ định, sau đó cái vị tướng này sẽ dùng cái chiêu một lá bài mưu mẹo cùng với những cái đòn đánh thường để ngay lập tức sốc sát thương vào cái mục tiêu đang bị dính hiệu ứng đến từ cái chiêu cuối của Hurley. Và sau một khoảng thời gian delay, đam nó sẽ nổ và cái mục tiêu đó sẽ là bay màu. Nếu như mà chúng ta so sánh giữa cái vị tướng pháp sư Hurley với Kagura cũng như là vả lé Veil ấy thì cá nhân mỡ cho rằng là cái con Hurley này cái tầm ảnh hưởng cũng như là cái ngưỡng sát thương đến từ bộ kỹ năng nó sẽ yếu hơn hai cái vị tướng kia. Bởi vì dù gì Kagura cũng như là Veil đang là hai cái vị tướng gọi là pháp sư mạnh nhất nhì meta hiện tại mùa giải thứ 22 và khả năng dồn sát thương của hai cái vị tướng này là sát thương lan, trong khi cái vị tướng Hurley mà mỡ muốn đề cập đến cho anh em ấy thì chỉ là dồn sát thương đơn mục tiêu mà thôi. Tuy nhiên thì với một cái bộ kỹ năng cũng khá là ảo diệu và khả năng cơ động đến từ bộ chiêu số của mình thì Hurley cũng là một trong những cái vị tướng mà có thể nói nếu như mà anh em sử dụng để mà đối đầu với Kagu và Veil ấy thì hai cái vị tướng này cũng sẽ phải gọi là nể vài phần anh em ạ. Bởi vì như chúng ta đã biết được rằng Hurley là cái chất tướng pháp sư ở thời điểm hiện tại nó không phải là đi đường giống như Kagu hay Veil, mà nó sẽ là cái chất tướng pháp sư kiêm sát thủ đi rừng. Cho nên khi mà cái vị tướng Hurley này có được cho mình đó là hai bùa kèm theo đó là cái level 4 thì ngay từ level 4 thì cá nhân mỡ cho rằng là Hurley nó sẽ có cái tầm ảnh hưởng và tác dụng hơn so với cả Veil cũng như phần nào đó là Kagura rất nhiều. Về cái combo chiêu thức, anh em sẽ nhảy lên về cái chiêu 2, cái dịch chuyển ma thuật, sau đó anh em dùng chiêu cuối cái vòng tròn ma thuật và tiếp tục ngay lập tức sẽ là cái chiêu một lá bài mưu mẹo. Thì nếu như mà ngay từ giai đoạn đầu game ấy anh em làm chuẩn chỉ được ba cái chiêu số đó, cùng với đó anh em bồi thêm cái trừng phạt huyết tế, cái trừng phạt tím ấy, thì anh em hoàn toàn có thể lấy được mạng hục của không chỉ là đấu sĩ
xạ thủ, pháp sư cũng như là xạ thủ chỉ trong một nốt nhạc. Cái khả năng sốc đam của Hurley cá nhân mỡ cho rằng nó khỏe hơn so với những cái vị tướng xạ thủ khác rất là nhiều. Khỏe hơn kiểu như là so với cả Hayabusa với Lance đồ này đó kia các thứ, kiểu khi mà những cái vị tướng đó rất cần kỹ năng. Còn với Hurley hay thậm chí là Vekagu chỉ cần gọi là một combo chuẩn chỉ là bay màu anh em ạ. Thì cái sức mạnh của Hurley cụ thể là ra sao thì mỡ cũng đã có làm video clip ở thời gian gần đây đến từ cái anh chàng cậu bé pháp sư này. Và cái cách chơi Hurley thì như mỡ có chia sẻ với anh em, hãy cố gắng farm ở giai đoạn đầu game có bùa xanh, bùa đỏ, có bùa rùa. Và sau đó chúng ta chờ những cái tình huống mà Hurley sẵn sàng đủ bộ combo của mình thì chúng ta đi tìm những cái mục tiêu máu mỏng để chúng ta hạ gục anh em nha. Và lưu ý rằng ý là cái con Hurley này càng về cuối game thì cái tầm ảnh hưởng của nó sẽ càng đuối, chứ nó không có vẫn giữ nguyên cái độ bá so với cả Veo hay là Kagu. Cho nên nếu như mà anh em chơi Hurley hãy cố gắng kết thúc trận đấu từ sớm để tránh đêm dài lắm mộng. Và về cuối game thì đừng có hỏi tại sao là cái lượng sát thương của team mình là không có nha. Rồi, và chúng ta sẽ cùng đến với cái tên thứ tư ở trong cái video clip này mợ muốn chia sẻ đến cho anh em, Luigi. Thì đây là một cái cô nàng pháp sư có cho mình một cái ngoại hình cực kỳ là bí ẩn. Và bộ kỹ năng của Luigi thì đây là một cái bộ kỹ năng được sử dụng ở tầm ổn, xa, có hiệu ứng khống chế, cơ động. Và bên cạnh đó là một cái bộ kỹ năng thuần về giao tranh tổng rất là ổn. Khả năng sốc đam đến từ Luigi là có. Tuy nhiên nếu như mà anh em muốn giai đoạn đầu game của Luigi có tầm ảnh hưởng ngay kiểu như là Hurley, Kagura hay là Veil thì cá nhân mỡ cho rằng nó vẫn có đấy. Nhưng đầu game không phải là một cái giai đoạn phù hợp để mà Luigi có thể cất lên cái tiếng nói của mình, mà tầm ảnh hưởng của Luigi là càng về late game càng khỏe. Và Luigi sẽ là mạnh từ khoảng giai đoạn giữa cho đến cuối game. Càng giao tranh tổng nhiều thì Luigi càng thích. Đâu đó Luigi giao tranh tổng cá nhân mỡ cho rằng còn ổn hơn cả Kagura so với cả Veil cơ. Bởi vì cái đám Kagura với cả Veil ấy thì đây là hai cái vị tướng thiên về giao tranh tổng. Tuy nhiên là cái bộ kỹ năng của hai cái vị tướng này sẽ cần phải có được cho mình cái sự tỉ mỉ cũng như là cẩn thận trong việc tung chiêu. Còn đối với Luigi thì bản thân Luigi cũng có được cho mình một cái bộ kỹ năng định hướng. Tuy nhiên cái vị tướng này là một cái vị tướng pháp sư được phép mắc sai lầm anh em nhé. Khi mà anh em tung chiêu trượt ý, thì anh em hoàn toàn có thể tung chiêu lại để mà vẫn tung ra được cái lượng sát thương nó không hề kém so với giai đoạn đầu game. Còn với như cái đám Kagura là Veil ấy, anh em chỉ cần đặt chiêu cuối lệch và trượt nhịp đi một tí thôi là những cái vị tướng pháp sư này hết đam cả. Hay nói đơn giản cách khác ý, là Kagura, Veil hay thậm chí là Hurley là những cái vị tướng pháp sư khá là phụ thuộc vào chiêu cuối. Nhưng Luigi thì khác. Cái cô nàng Luigi này thì không cần cái lượng sát thương đến từ chiêu cuối, bởi bản chất cái chiêu cuối của Luigi nó giống như là một cái kỹ năng dịch chuyển mà thôi anh em ạ. Lượng sát thương của Luigi chính là đến từ chiêu 1 và chiêu 2 ở hai dạng trí dương ấn ký cũng như là trí âm ấn ký. Nói chung ý là cái mẹo duy nhất để mà chơi Luigi giỏi mà mợ muốn chia sẻ với anh em ở đây, đó là cho dù trong mọi trường hợp nào có xảy ra thì chúng ta cũng sẽ cần phải để hai cái kỹ năng chiêu 1 cũng như là chiêu 2 của Luigi nó nghịch màu nhau, thì khi đó anh em gây sát thương lên kẻ địch thì chúng mới bị làm choáng, chúng mới bị hút vào. Và Luigi cực kỳ phù hợp với những cái đội hình, những cái team mà thích giao tranh tổng, kiểu như team bạn có những cái vị tướng cận chiến Alu rồi thì Tywill, đúng không ạ? Những cái vị tướng mà cứ lao vào đồng đội của chúng ta và chúng nó tụ 5 tụ 7 thì Luigi sẽ làm cái tên cực kỳ tuyệt vời và chăm nghe không bằng một thấy. Xin mời anh em thưởng thức những highlight đến từ Luigi nha. Sẽ trang bị về Luigi cũng như những cái vị tướng pháp sư khác là mỡ cũng đã có làm video clip cho anh em xem rồi. Anh em hoàn toàn có thể gọi là lên trên kênh Tốt Mỡ tìm kiếm từ khóa và xem trọn vẹn để mà xem được cái cách chơi của cái vị tướng Luigi cũng như những vị tướng pháp sư khác nha. Và cái tên cuối cùng ở trong cái video clip này, mỡ để cái tên Sicilian là cái tên cuối cùng ở trong cái video clip này bởi đơn giản mỡ đồng ý với anh em một cái quan điểm rằng là Sicilian về giai đoạn late game hoàn toàn có thể sốc đam khỏe hơn xạ thủ rất nhiều, mà hơn nữa là sốc đam phạm vi. Nhưng cái sức mạnh cũng như là cái điều kiện để mà Sicilian có thể làm được cái điều đó nó khác so với Kagu, Veil cũng như là Hurley. Cái lý do chính ở đây đó chính là Sicilian là một cái vị tướng pháp sư thiên về late game. Do đó mỡ cũng sẽ để cuối cùng ở trong một cái video clip này như là một cái lời cảnh báo để muốn chia sẻ với anh em rằng là Sicilian nó sẽ không hề khỏe ngay từ giai đoạn đầu cũng như là giữa game giống như Kagu, Veil, Hurley hay thậm chí là Luigi đâu, mà Sicilian là một cái chất tướng pháp sư thiên về late game với bộ kỹ năng có tầm thi triển xa,
rất là yếu khi bị áp sát. Tuy nhiên, cái lượng sát thương và khả năng thủ nhà mang đến cho cái con Sicilian này một cái ngưỡng sức mạnh cực kỳ là khủng bố và bá đạo. Thậm chí về giai đoạn cuối game, chỉ đơn giản là chiêu 1 của Sicilian thôi mà nó còn mạnh gấp đôi lần so với Kagu, gấp 3-4 lần so với những cái vị tướng pháp sư khác ở trong cái video clip này. Nếu như mà anh em nào không biết ý, thì con Sicilian này nó có cái chiêu thứ nhất của nó là cái rơi công kích, đúng không ạ? Cái kỹ năng thứ hai là huyết trảo và cái chiêu cuối là cái bữa tiệc rơi. Một cái bộ kỹ năng có cái tầm thi triển là rất xa và rất rộng. Tuy nhiên, nếu như mà anh em nào mới cầm cái con CC này ở ngay giai đoạn đầu game ý, anh em sẽ thấy những cái kỹ năng này đam rất là bé. Bởi vì căn bản ý, là cái con CC liền là một cái chất tướng pháp sư khá là phụ thuộc vào cái mana. Mana giúp cho CC thăng tiến về cái lượng sát thương cũng như là sức mạnh. Cho nên ở giai đoạn đầu game chúng ta sẽ cần phải sử dụng chiêu 1 của Sicilian gây sát thương lên lính cũng như là quái rừng để tích lũy nội tại của CC. Và sau đó anh em sẽ cần phải lên cho Sicilian những cái lượng trang bị để giúp cho CC có thể đạt được đến cái cảnh giới của mình. Đó là cái đồng hồ định mệnh, tăng mana, tăng máu, rồi thì quyền trợ sấm sét. Thêm vào đó là cái thánh kiếm đồ các thứ các kiểu. Bản thân CC thì sau khi anh em lên được khoảng độ tầm 2-3 món đồ công ý, thì anh em có thể đắp những cái món đồ thủ để mà có thể tự bảo vệ bản thân mình. Bởi vì Sicilian thì không có quá là cơ động cũng như là không có nhiều cái kỹ năng tự bảo vệ bản thân giống như những cái vị tướng như kiểu Kagura hay là Herlay. Đó, thì về cơ bản thì CC như mà có chia sẻ với anh em, nó không phải là cái chất tướng pháp sư mạnh ở giai đoạn đầu, thậm chí là giữa game. Nhưng nếu như game kéo dài sang khoảng độ tầm phút thứ 9 trở đi thì nói thật với anh em, những cái đám như Veil hay Kagura, Luigi, Herlay, những cái vị tướng ở trong cái danh sách này, cứ cẩn thận mà đối đầu với một cái con Sicilian có đủ stack cộng dồn, nó mà tát cho anh em một vả mặt thì ối rồi ôi và thôi. Đây, thì có lẽ rằng trong lúc Mỡ đang thao thao bất tuyệt thì những cái pha highlight mà Mỡ mang đến cho anh em nó quá là mãn nhãn và tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Yep. Ở trên đây là danh sách 5 cái vị tướng pháp sư mà cá nhân Mỡ cho rằng là nó chẳng cần cái điều kiện gì cả, sốc đam còn khỏe hơn cả sát thủ, không cần farm, không cần bùa, chẳng cần gì hết, chỉ cần có được cho mình đó là cái level 4 mà thôi. Nhưng mà anh em lưu ý rằng là trong trường hợp này thì Sicilian nó cũng đang làm cái ngoại lệ nhỏ nha. Vậy hy vọng rằng cái video clip này sẽ truyền cảm hứng để mang đến cho anh em có thể gọi là vào game chơi thử 5 cái vị tướng này. Hãy chơi đi để rồi có được cho mình một cái gọi là thế trận gánh team khiến cho đồng đội gọi là trầm trồ ngưỡng mộ nha. Nếu anh em thấy cái video clip này của Mỡ thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like và ký kênh nha. Peace.